Ngày xưa, có một cô gái nhỏ tên là Karen. Karen là một cô gái nhỏ rất xinh xắn và rất ngoan. Mẹ cô nghèo nên cô chẳng có giày dép gì. Mùa hè đi chân đất, mùa đông đi guốc gỗ. Chân không chịu được rét, đỏ ửng lên. À, bà thợ giày, cháu chào bà ạ. Karen, tuyết đang rơi dày lên rồi. Cháu mang đôi giày này vào cho đỡ cống. Tuy nó cũng không được đẹp lắm, vì mắt bà kém rồi, tay lại run nữa. Mà bệnh tình của mẹ cháu sao rồi? Dạ, cháu cảm ơn món quà của bà. Mà mùa đông khắc nghiệt quá, mẹ cháu yếu lắm rồi bà ơi. Mẹ con đã vất vả một đời nuôi con lớn ngần này, chắc hẳn cũng sẽ mong con được tiếp tục nuôi nấng dạy dỗ bởi một gia đình tử tế. Có bà quý tộc Smith ở vùng này sống độc thân, muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Ta sẽ để bà ấy đến đón con về, để con không phải sống trong cảnh coi cút nghèo khó. Dạ vâng, cháu cảm ơn ông. Thưa tiểu thư, mời cô thay đôi giày khác, mới hợp với bộ váy này ạ. Cũng phải, đôi giày này cũ quá rồi, lại còn xấu nữa. Mình giờ đã là tiểu thư nhà Smith, phải vứt nó đi thôi, để không phải nhớ lại quá khứ nghèo khổ của mình nữa. Karen, từ nay con là tiểu thư nhà Smith, là con gái của ta. Con phải học mọi quy tắc lễ nghi và phẩm chất một cô gái con nhà quý tộc cần phải có. Ta hy vọng con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Ta sẽ bù đắp cho con mọi thiếu thốn trước đây. Dạ vâng. Ôi chao, con chưa bao giờ được ăn ngon như vậy cả. Vậy ăn cho thỏa thích đi con. Ta đã nói bác quản gia xếp lịch học cho con rồi. Không ngờ làm con gái nhà quý tộc lại mệt mỏi như vậy. Cứ tưởng chỉ ăn ngon mặc đẹp thôi chứ. Ai dè. Thôi, đi ngủ một giấc cho ngon cái đã. Một hôm nhà vua, hoàng hậu và công chúa ngự giá đến thành phố gần đấy. Nhân dân nô nức kéo nhau đến chiêm ngưỡng long nhan. Ôi, công chúa có đôi giày đỏ đẹp quá à. Khác hẳn đôi giày của bà thợ giày tặng mình ngày trước. Mình phải bảo mẹ nuôi cho mình đóng đôi giày giống hệt mới được. Sao lại có thể đi giày đỏ đến làm lễ ở nhà thờ được? Con cái nhà ai thế nhỉ? Chẳng dạy dỗ gì cả. Sao tất cả đều nhìn mình thế nhỉ? Có phải vì mình có đôi giày xinh đẹp này sao? Karen, vào nhà thờ dự lễ, lại đi giày đỏ như thế là ngạo nghễ đó. Ta dặn con thế nào hả? Từ nay đã bước chân đến nhà thờ phải đi giày đen. Dù cũ dù rách cũng phải đi. Con xem, ai nấy đều nhìn con không đồng tình kìa. Chẳng ai có đôi giày đỏ đẹp bằng mình. Mình nổi bật nhất, xinh đẹp nhất chỗ này. Vì vậy họ mới ghen tức mình. Thưa bà, giày của bà và tiểu thư bám đầy bụi rồi. Xin hãy để tôi được phép lau sạch đã. Được chứ. Karen, con hãy cởi tạm giày ra để ông cụ chải giúp cho con. Không, con không muốn tháo đôi giày xinh đẹp này ra đâu. Hãy để ông cụ cúi xuống chải giày cho con đi. Karen à, như thế là rất hổn đấy, con biết không? Nhưng trời lạnh thế này, con không muốn cởi giày ra chút nào hết á. Để thế này ông cụ vẫn chải được giày cho con mà. Đôi giày đỏ của cô bé mới tuyệt đẹp làm sao. Khi khiêu vũ, cô phải cho giày bám chặt vào chân, kẻo rơi đấy. Đôi giày của tôi giống hệt giày của công chúa đó nha, còn đẹp hơn nữa đó. Mình làm sao thế này? Mẹ ơi, cứu con với! Karen, con sao thế? Anh Peter, mau giữ nó lại! May quá! Tất cả là tại đôi giày quái gở này. Từ giờ đừng để cô Karen đi đôi giày này nữa. Buồn thật đấy. Hôm nay là vũ hội của hoàng cung. Mình muốn đi đôi giày này. Có nó, mình mới xinh đẹp nhất, nổi bật nhất. Gọi Karen lại đây cho ta. Karen à, hôm nay ta thấy không được khỏe. Con hãy ở bên cạnh ta nha.
Nhưng mà hôm nay có vũ hội ở cung điện, tất cả con gái nhà quý tộc đều đi dự, con không thể vắng mặt được. Karen, Karen à, sao mẹ nuôi lại ốm đúng hôm mình đi dự vũ hội cơ chứ? Lại còn bắt mình ở nhà chăm sóc cho nữa. Ở nhà đã có bao nhiêu người hầu rồi còn gì? Đôi giày đẹp như vậy mà bỏ vào tủ kính, mình mang vào để dự vũ hội cũng chẳng có gì sai cả. Mọi người ơi, cứu cha với! Đôi giày quỷ quái này hãm hại cháu! Cứu cha với! Mình mệt quá, làm thế nào để dừng lại bây giờ? Chào cô bé xinh đẹp, cô có đôi giày khiêu vũ đẹp quá. Hóa ra ông là phù thủy, ông phù phép đôi giày của tôi sao? Đáng đời nhà mi. Sao không tháo ra được thế này? Sao cứ dính chặt vào chân mình như vậy? Mẹ ơi, cứu con với! Karen, ngươi cứ nhảy mãi với đôi giày đó mà ngươi quý hơn mọi thứ trên đời, hơn cả những ân nhân đã cứu giúp ngươi. Nhảy cho đến khi nào ngươi biến mất khỏi cõi đời này, ngươi đã thấy tính ngạo mạn, kiêu căng, khinh thường người khác đã hại mình thế nào chưa? Xin người tha tội cho con biết lỗi rồi. Con muốn trở về với mẹ nuôi của con. Xin người tha tội cho con. Quá muộn rồi Karen, bà ấy không qua được cơn bệnh hiểm nghèo, đã chết rồi. Giây phút cuối cùng, ngươi cũng không ở lại để chăm sóc bà ấy. Con sai rồi, con có lỗi với mẹ nuôi. Xin người hãy rủ lòng thương cho con một con đường sống sót. Ta sẽ bỏ đôi giày của ngươi đi, nhưng thay vào đó, kể từ nay, đôi chân của ngươi sẽ không đi lại được nữa. Đó là cái giá phải trả cho những lỗi lầm của ngươi. Karen, con làm sao thế này? Xin ông, hãy cho con được ở lại. Con có thể làm mọi việc, miễn là có chốn dung thân. Ông mục sư thương tình giữ cô ở lại. Từ đó, Karen đã tỏ ra quyết tâm, tiến bộ và chăm chỉ làm việc. Cô trở nên trầm tĩnh, lặng lẽ. Các em nhỏ rất quý cô, nhưng hãy thấy chúng khoe khoang với nhau, ai xinh hay ai có quần áo đẹp, là cô khuyên nhủ rằng kiêu căng ngạo mạn là thói xấu cần phải tránh. Và rồi Karen kể lại câu chuyện của mình để những đứa trẻ có bài học về sự biết ơn và đức tính khiêm nhường trong cuộc đời. Người thừa kế thành Athens. Ngày xưa, vào khoảng năm 1300 trước công nguyên, ở vùng đất Hy Lạp xa xôi, có một ông vua tên là Aegeus. Trong lần lên đên trên hòn đảo nhỏ Rosen, ông gặp và đem lòng yêu Atha, người phụ nữ xinh đẹp nhân hậu. Chẳng bao lâu sau, khi Atha có mang, Aegeus phải trở về thành Athens. Hai người chia tay nhau trong lưu luyến. Atha, thời gian ta ở đây cùng nàng chẳng còn nhiều nữa. Nàng hãy yên tâm ở lại đây sinh nở cho mẹ tròn con vuông và nuôi nấng con của chúng ta nên người. Nếu là con trai, vào tuổi trưởng thành, nó nâng được tảng đá này thì thanh gươm và đôi giày sẽ thuộc về nó. Nàng hãy cho con đến gặp ta ở Athens. Aegeus, em nhớ rồi. Còn một điều vô cùng quan trọng nữa, nếu con chúng ta trở về tìm ta, nàng phải giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ cần có chút sơ hở, những người con của Phalas, em trai ta, đang nhập nhà tranh chấp quyền thừa kế, sẽ không để nó yên đâu. Tính mạng nó sẽ gặp nguy hiểm. Aegeus, xin chàng cứ yên tâm trở về Athens. Mọi việc ở đây đã có em lo liệu rồi. Thành Athens, 20 năm sau. Nhìn đức vua kìa, ác hẳn ngài vẫn buồn lòng vì từng ấy năm vẫn chưa có con trai nối dõi. Đúng vậy, trong khi các phe cánh phản loạn của ngài Balas, em trai đức vua vẫn đang hoành hành. Sao mà có thể yên tâm được cơ chứ? Ngai vàng sẽ có nguy cơ bị cướp đi bất cứ lúc nào. Chẳng phải hoàng hậu Medea
Vị hoàng hậu mới lên ngôi đầu năm vừa rồi đã hứa với nhà vua sẽ sinh hạ cho ngài ấy một hoàng tử hay sao? Vẫn chưa có thấy gì cả. Media ư? Ôi trời, cô ta từ phương xa xuôi tới đây, chẳng hiểu cho đức vua chúng ta bùa mê thuốc lú gì, chỉ vì một lời hứa mà trèo lên tận ngôi hoàng hậu. Nói nhỏ thôi, trong ngày mừng năm mới, đức vua mà nghe thấy chúng ta bàn tán những chuyện này, ngài sẽ rất tức giận. Hoàng hậu Media đâu rồi? Sao trong bữa tiệc mừng năm mới, nàng ấy lại đến muộn vậy? Dạ bẩm, hoàng hậu nói đang làm lễ cầu nguyện cho phúc đức của ngài và sự thịnh vượng của thành Athens. Hoàng hậu nhắn người, bao giờ việc ngơi, người hãy tới ngôi đền ạ. Media, không thấy nàng trong bữa tiệc hoàng gia, ta lo lắng quá. Chắc hẳn nàng đang ở trong đền này cầu phước cho ta. Đức vua Ajeus yêu quý của em đã làm hoàng hậu nửa năm nay rồi mà vẫn chưa thể sinh hạ cho ngài một hoàng tử để nối dõi. Em thật chẳng biết phải làm sao, đành gửi gắm tâm nguyện cho những vị thần linh trên đỉnh Olympus cao xa kia. Nàng đừng căng thẳng quá. Chẳng phải nàng nói rằng nàng biết những phép thuật cổ xưa có thể giúp cho ta có một đứa con hay sao? Cứ từ từ, rồi đâu sẽ có đó thôi. Em biết, vì lời hứa đó của em, ngài mới tặng cho em ngôi hoàng hậu này. Nhưng ngoài kia có biết bao lời đồn thổi độc ác, nói em là phù thủy, em mê hoặc ngài. Em thật sự rất buồn. Medea, nàng đừng nghĩ ngợi nhiều, kéo ảnh hưởng sức khỏe. Chúng ta còn những ngày tháng phía trước ở bên nhau nữa kia mà. Đúng rồi, em là hoàng hậu, em sẽ dùng phép thuật cho ngài một đứa con. Giờ thì ngài ngủ đi. Đức vua, ngài sao thế? Người đâu? Đức vua bị bất tỉnh rồi, mau đưa ngài về nghỉ ngơi đi. Trời ơi, đức vua sao thế này? Xin ngài hãy tỉnh lại đi, xin ngài. Ơi anh em, bao nhiêu năm chúng ta tranh đấu tranh giành địa bàn cũng chỉ vì đợi đến ngày hôm nay, cuối cùng ông bác tội nghiệp của chúng ta cũng đang ngã bệnh rồi. Lão già Atreus không có con trai nối dõi mà vẫn còn tham quyền cố vị, chi bằng cứ nhường cho kẻ mạnh nhất trong đám cháu con ấy là chúng ta có phải hơn không? Giờ chỉ cần đợi lão chết là vị trí chủ nhân kinh thành Athens thuộc về chúng ta rồi. Athens thuộc về chúng ta là của chúng ta. Athens thuộc về chúng ta là của chúng ta. Cái gì? Đám cháu hư hỏng của ta dám nói những lời hỗn láo, cay độc, bất nhân, sức sược đó ư? Vậy mà chúng còn nghĩ ta sẽ chịu để kinh thành và tương lai dân chúng Athens vào tay những kẻ suy đồi đạo đức như chúng ư? Bẩm đức vua, quả thực những kẻ đó đã không còn e ngại gì nữa rồi. Họ trở nên phản loạn như vậy cũng là vì ngài chưa có một người con chính thức để kế vị ngai vàng trị vì Athens này. Họ cho rằng thần linh đang trừng phạt ngài và nói ngài không có tư cách hợp pháp để cai trị đất nước. Không được, ta không thể đợi phép thuật của Medea được nữa. Việc tìm kiếm con của ta ở Trojan có kết quả gì không? Tại sao 20 năm nay Atha vẫn chưa cho nó đến đây gặp ta? Liệu nàng có gặp nguy hiểm gì khi sinh con không? Mẹ con nàng an toàn cả chứ? Trời ơi! Thưa ngài, chúng thần đã dốc lòng tìm kiếm nhưng vẫn chưa có manh mối gì. Giọt máu của ta và Atha, ta phải tìm bằng được con của ta. Tại sao nàng vẫn chưa cho con đến gặp ta? Thưa đức vua, xin ngài cứ yên lòng, chúng thần sẽ dồn hết mọi binh lực cầm cự được phiến quân phản loạn của Panlas và tìm bằng được người con ruột của ngài, giọt máu của ngài ở Trojan. Những chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối với bên ngoài, nhất là đừng cho Medea biết, kẻo nàng ấy lại lo nghĩ. Hóa ra ông ta còn có một đứa con ruột bên ngoài à? Đứa con này sẽ là sự ngăn trở ta đến với đỉnh cao vinh quang quyền lực.
ta đã mất bao công hàng ngày thôi miên lão già Ageus, không thể đổ xuống sông xuống bể được. Ta sẽ không để yên chuyện này. Trong khi đó, suốt 20 năm đằng đẵng ấy, Atha ngày nào đã sinh hạ được một bé trai và đặt tên là Theseus. Chàng trai Theseus lớn lên trong tình yêu thương của mẹ mà không hề biết mình còn có một người cha ở Athens xa xôi. Theseus có thân hình rắn chắc, khỏe mạnh, tính tình kiên định, yêu thích vũ khí, mê săn bắn và dũng cảm chiến đấu. Với trí tuệ thông minh, chàng nhanh chóng tự trau dồi cho bản thân những kỹ năng cần thiết của một người đàn ông thời ấy. Tự luyện cách bắn cung, rèn kiếm, rèn khiên, ném lao. Theseus, con trai yêu quý của mẹ, mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con. Ừ, mẹ à, có chuyện gì vậy? Điều gì khiến mẹ của con ủ chột buồn bã như vậy? Và tại sao chúng ta lại đến chỗ tảng đá này? Bấy lâu nay, con vẫn dò hỏi mẹ về cha của con. Ông ấy dặn mẹ, khi nào con trưởng thành và có thể nâng được tảng đá vô cùng nặng đang che giấu kỹ vật của ông ấy dành cho con, thì khi ấy, con mới được biết ông ấy là ai và hãy đến tìm ông ta. Mẹ, tại sao cha của con lại bỏ rơi hai mẹ con mình như thế? Tại sao con phải nâng được tảng đá nào đó thì mới cho con nhận lại cha? Lẽ nào cha không quan tâm đến số phận của mẹ con mình ư? Theseus, thật lòng mẹ vừa muốn lại vừa không muốn con nâng được tảng đá này. Vì nếu con nâng được nó lên, chắc chắn con sẽ rời xa mẹ và đi khỏi hòn đảo Troezen này. Nhưng mẹ không thể ích kỷ được nữa, không thể che giấu con được thêm. Ageus, đức vua của thành Athens. Mẹ, có phải đây là cha của con? Lẽ nào người cha mất tích bấy lâu của con là vua của kinh thành Athens sao? Đúng vậy, cha con là Ageus, là đức vua hợp pháp duy nhất của thành Athens hiện tại. Mẹ nghe nói Athens đang chìm ngập trong sự hỗn loạn. Bởi vì ông ấy không có con nên người ta muốn lật đổ ngai vàng. Theseus à, mẹ không muốn mất con, cũng không muốn tới Athens sống cuộc sống gò bó trong quyền lực. Nhưng con là con trai của cha con, đã đến lúc con thực hiện sứ mệnh của mình rồi. Con không đi, ông ấy đã bỏ rơi mẹ ngay khi mẹ chuẩn bị sinh con trên đời này. Con không muốn nhận một người cha như thế. Theseus, cha con không hề bỏ rơi con. Là mẹ đã không muốn đi theo ông ấy về chốn cung điện xa hoa nhiều cạm bẫy đó. Ông ấy cũng muốn giữ bí mật tung tích của con để tránh sự truy sát của phe phản loạn. Bằng trái tim người mẹ, mẹ không muốn con đi vào chốn nguy hiểm đó. Nhưng mẹ không thể ích kỷ giữ con thêm được nữa. Nhưng con đang sống một cuộc sống rất tự do và thanh thản ở bên mẹ mà. Theseus, nếu ở lại Troezen này, con sẽ mãi chỉ là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác. Sẽ lấy vợ sinh con và sống cuộc đời bình dị, giản đơn. Nhưng con sinh ra đã là con trai của đức vua thành Athens. Hãy tìm về đúng nguồn cội và thực hiện sứ mệnh của mình. Hãy sống một cuộc đời phi thường và ghi dấu sự hiện diện của mình bằng những điều đáng nhớ con ạ. Ừ, nhưng con biết đi đâu tìm cha bây giờ? Liệu cha có tin con không? Con sẽ đi đường nào đến Athens đây? Có hai con đường đến Athens là đường thủy và đường bộ. Nếu con đi đường bộ về hướng Athens, sẽ gặp một kẻ khổng lồ có tên là Periphetes. Hắn ta có cây chùy gỗ rất lợi hại. Rất nhiều người đã bỏ mạng khi chạm trán với hắn. Chỉ có điều đôi chân của hắn bị què. Ai đến Athens cũng sẽ chọn đường thủy để tránh gặp phải hắn ta. Mẹ đừng lo, con sẽ chọn đường bộ, dùng chính thanh kiếm của cha để đối mặt với nguy hiểm và chứng tỏ dòng máu cao quý của mình bằng những chiến công vinh quang. Sau đó, con còn phải gặp tên cướp Siron, con trai nuôi của thần biển Poseidon đấy. Con biết đi đường biển sẽ an toàn hơn, nhưng chuyến này con muốn khiến cho đường bộ trở thành con đường an toàn cho tất cả mọi người.
Khi chẳng còn do dự nữa, Theseus liền tạm biệt mẹ và cầm theo thanh kiếm để tìm đường trở về Athens với người cha của mình. Không chút e sợ, Theseus vẫn đi qua con đường rừng thâm u bí hiểm. Và chàng đã đến được nơi ở của tên khổng lồ Periphetes. Periphetes, đây là đường của ta, tránh ra cho ta đi. Kẻ nào dám quát mắng ta vậy? Đây là nhà của ta, muốn đi qua, ngươi phải quyết đấu với ta. Theseus tiếp tục xách chùy đi tới nơi có tên cướp Chiron tàn bạo chuyên cướp của hại người. Ngươi là ai? Sao dám đi qua vùng đất của ta? Mò mặn hết vàng bạc châu báu ra đây, nếu không đừng hòng bảo toàn mạng sống. Ngươi dám nói những lời sức sược đó với một vị hoàng tử hay sao? Hoàng tử nào thế? Con ta thì là con trai của thần Poseidon đây, muốn bước qua ngọn thác này phải rửa chân cho ta đã. Người mới phải rửa chân cho ta đó, tên cướp láo xược. Đừng để ta phải nổi giận. Thế là đáng đời tên cướp hung hãn. Bây giờ thì không ai phải sợ khi đi qua đoạn đường bộ đến Athens nữa rồi. Tên Theseus đáng chết này. Hắn là không phải dạng vừa. Ta phải dùng kế đối phó với hắn ta mới được. Đến Athens rồi, Theseus ta cần phải cải trang để đề phòng phe cánh phản loạn của Palas. Không kẻ nào nghi ngờ ta được. Ô kìa, các người nhìn xem, một cô em ngốc nghếch. Nhìn cô ta như vừa chui ra từ bãi rác vậy. Sao ở chốn kinh thành này lại có một cô nàng xấu ma chê quỷ hận như vậy chứ? Nè cô em, cô đi đâu đó? Muốn uống với chúng tôi không? Không ngờ quân lính ở kinh thành Athens của cha ta lại cư xử đáng xấu hổ như thế. Coi thường cả phép tắc kỷ cương, loạn thật rồi. Ác hẳn cha rất rối trí và buồn lòng. Kìa cô em xin tôi. Bắt lấy hắn ta. Hắn cải trang thành nữ đánh lừa ta. Bắt hắn lại. Bẩm hoàng hậu, quả thật có một kẻ lạ từ phương xa bị bắt vào ngục ngày hôm qua. Tuy nhiên hắn không giống người bình thường tí nào ạ. Hắn rất là ngốc nghếch. Cái gì? Ngốc nghếch à? Rõ ràng ta thấy trong quả cầu tiên tri đó là Theseus cơ mà. Hắn rất khỏe mạnh và không ngốc một chút nào. Bẩm, rõ ràng là hắn còn ăn mặc như một người đàn bà rách rưới, trông gớm ghiếc vô cùng. Suốt đêm qua ở trong ngục, hắn còn liên tục nói linh tinh. Gì mà tương lai của Athens, gì mà vận mệnh đất nước. Hắn tự nhận mình là nhà tiên tri, thưa hoàng hậu. Vậy còn đức vua? Đức vua đã biết đến sự có mặt của hắn ta hay chưa? Dạ bẩm, ngay sau khi nghe tin hắn là nhà tiên tri, đức vua đã cho triệu hồi hắn để gặp mặt ngay lập tức ạ. Cái gì? Đức vua đòi gặp mặt à? Bẩm, sẽ gặp vào bữa tối hôm nay ạ. Ngài muốn nghe hắn nói một vài điều về tương lai của Athens. Kìa, hoàng hậu của ta, sao nàng lại vội vã thế? Đức vua yêu quý của em ơi, em muốn nói với ngài một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện này liên quan đến nhà tiên tri Theseus mà chúng ta đang nhốt dưới căn hầm và sẽ ăn tối với ngài vào hôm nay đó. Bằng quả cầu phép thuật, em đã biết hắn đã đánh lừa tất cả chúng ta. Hả? Thật sao Medea? Em đã nhìn thấy gì? Thấy hắn là một tên sát thủ ngầm của phe phản loạn Palas, cố gắng tới đây để giết ngài. Thật ư? Trời ơi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Em có kế này. Vì hắn là sát thủ ngầm, nếu chúng ta làm mọi chuyện ầm ĩ với hắn, phe phản loạn Palas sẽ lấy cớ đó để ập vào đánh thành Athens. Vậy thì ngài cứ mời hắn bữa tối nay, thủ tiêu hắn bằng một ly rượu độc cho em thắm. Ý hay, vậy cứ làm theo lời của nàng đi.
Hỡi chàng trai trẻ phương xa, nhà tiên tri của chúng ta, hãy để ta bày tỏ tấm thịnh tình của Athens với ngươi bằng một ly rượu quý. Ngươi sẽ không phải từ chối ta chứ? Nhìn người đàn bà này có vẻ chẳng tốt lành gì. Cảm ơn hoàng hậu. Mấy hôm nay đói bụng quá, nên cho tôi xin phép được ăn chút gì đó cho ấm bụng rồi mới uống. Nghe nói ngươi là nhà tiên tri ở phương xa, vậy ngươi từ đâu tới? Tôi đến từ Chosen, một hòn đảo nhỏ trong lãnh thổ Hy Lạp của ngài. Tuy xa xôi, nhưng tôi và người dân Chosen vẫn một lòng hướng đến kinh thành Athens với lòng kính trọng nhất. Hả? Chosen? Chosen sao? Cái tên này hình như ta đã tới đó rồi. Nhà vua chưa từng đến Chosen bao giờ cả. Thôi nào, chúng ta ăn đi đã rồi nói chuyện. Ác hẳn anh ta đã đói lắm rồi. Thầy Sết, nhà nói ngươi đi bằng đường bộ tới đây và đã tiêu diệt được tên khổng lồ cùng tên cướp ác độc, khiến muôn người vui mừng. Vậy ngươi có vật báo gì linh thiêng để phục vụ sứ mệnh tiên tri của mình hay không? Ngươi thử nói xem tương lai Athens như thế nào. Tôi chẳng có gì ngoài đôi giày cũ này, cha tôi để lại cho tôi từ khi tôi còn chưa ra đời cơ. Đôi giày này, nó thật quen thuộc với ta. Ta gặp nó ở đâu rồi nhỉ? Theseus, ngươi làm gì đức vua vậy? Đôi giày này có ma thuật gì? Sao lại khiến nhà vua trở nên xúc động mạnh như vậy? Và cha tôi còn để lại thanh kiếm này nữa. Ác hẳn người rất hy vọng vào tôi và đặt cả tương lai của Athens vào tay tôi. Theseus tôi chính là tương lai của Athens, đức vua yêu quý. Thanh kiếm này là của ta. Trời ơi! Sao ta thấy đau đầu thế này? Dường như ta vừa nhận ra điều gì đó. Có một điều gì đó. Thầy chết, con là con trai của ta đúng không? Atha đã gửi con đến đây cho ta đúng vậy không? Trời ơi, thật kỳ diệu. Con đã sống sót và đi bằng đường bộ đến tận Athens gặp ta. Vâng, thưa cha, chính là con đây. Con đã trở về với cha đây. Đức vua, ngài làm gì vậy? Bắt người đàn bà phù thủy độc ác này lại cho ta, chờ ngài xét xử. Người đã lừa ta trong u mê bấy lâu nay, khiến cho ta quên đi hết tất cả mọi thứ. Suýt nữa, người đã giết chết con ta. May mà ta nhận ra nó kịp thời. Đức vua, oan cho em quá. Xin hãy tha thứ cho em, đức vua. Cha, cho dù phép thuật của mụ ta cao siêu cỡ nào, cũng không thể chiến thắng được tình cảm ruột thịt máu mủ của chúng ta. Cha đã nhận ra con bằng những kỷ vật thiêng liêng này. Đúng vậy, thầy sẽ hết. Ta tưởng như đã mất con mãi mãi rồi. Nhưng giờ con đã ở đây. Cứ yên tâm bên cạnh cha nha. Vậy là trải qua bao nhiêu gian khó, thử thách và âm mưu hiểm độc, bằng lòng quả cảm và tình yêu thương thật sự, Theseus đã được nhận cha. Chàng được thừa kế ngai vàng trong sự hân hoan của mọi người, hứa hẹn một kỷ nguyên rực rỡ với vị vua Theseus, vị vua huyền thoại của kinh thành Athens. Quạt xanh, quạt đỏ. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một lão quý tộc vô cùng giàu có, sống trong một ngôi nhà rộng rãi, của nã chất đầy. Ruộng đất của lão nhiều không đếm xuể, còn trâu bò cũng phải đến cả trăm con. Giàu có là vậy, nhưng lão đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà rất tệ bạc. Lão thường xuyên bắt họ làm việc nặng nhọc, vất vả sớm khuya. Làm việc khổ sở là vậy, nhưng bữa cơm của họ rất đạm bạc, ăn không đủ no. Lão làm nhanh cái tay lên. Trong ngày hôm nay,
là lão phải chất đầy cái kho củi đấy, biết chưa? Nhưng thưa ông, bên ngoài trời đã tối, lại đang mưa to, có thể chờ đến mai làm nốt được không ạ? Lão còn dám cự cãi à? Ta không cần biết mưa gió ra sao, nổi trong ngày hôm nay, lão phải làm xong cho ta. Nếu không, thì ta sẽ cắt cơm, bỏ đói cả nhà lão. Cơm gạo nhà ta có phải cát sỏi đâu mà cho không gia đình lão được chứ? Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay ạ. Vậy là không còn cách nào khác, ông lão đành xách chiếc rìu vào rừng để kiếm củi. Đường rừng đã tối, trời lại mưa to, ông lão khốn khổ than thở cho thân phận hẩm hiu của mình. Ôi trời ơi, khốn khổ cái thân tôi, sao lưng của tôi lại đau đến thế này chứ? Này ông lão, xin ông đừng chặt cây nữa được không? Hả? Nhà ngươi là người hay quỷ vậy? Ta là quỷ, nhưng ta sẽ không làm hại gì ông đâu. Chỉ xin ông đừng động đến cái cây này. Không được, nếu ta không chặt đủ số củi chất đầy kho, ta sẽ bị ông chủ phạt mất. Không chỉ ta, mà cả gia đình ta, vợ con ta đều sẽ chết đói, chẳng còn gì mà ăn. Mà vợ con ta giờ đang đói khổ lắm rồi. Sau khi từ chối con quỷ, ông lão lại tiếp tục vung rìu lên đống cây. Cái cây này là nhà của ta, xin ông đừng chặt nó. Ta đã nói với ngươi rồi, ta cũng chẳng muốn chặt cái cây làm gì. Nhưng nếu không chặt, ta và cả nhà ta sẽ chết đói mất. Ngươi có làm gì giúp được chúng ta không? Thôi được rồi, nếu ông không chặt cây, đổi lại ta sẽ tặng ông hai chiếc quạt thần, có được không? Quạt thần ư? Đúng vậy, ta có hai chiếc quạt mang phép thần kỳ. Phép thần kỳ ư? Phải rồi, nếu nó có phép thần kỳ thì nó có thể làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Màu nhiệm giống như bao câu chuyện ta vẫn hay nghe, có thể nó sẽ khiến thay đổi toàn bộ cuộc đời của ta ấy chứ. Vậy hãy mau mau đem chiếc quạt thần ra đi và cho ta xem phép màu nhiệm của nó xem nào. Thế rồi, một điều kỳ lạ xảy ra mà ông lão chưa từng thấy bao giờ. Ông lão tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây, chiếc quạt này là của ông. Và ông nhớ nha, quạt đỏ sẽ khiến mũi dài ra, còn quạt xanh sẽ giúp mũi thu ngắn trở lại. Hay quá, chúng có thể làm mũi dài ra và ngắn lại ư? Quả thật là điều kỳ diệu. Đúng vậy, hai chiếc quạt này ta tặng cho ông, hãy dùng nó vào việc có ích nha. Đừng, ông đừng dùng bừa bãi thế này, nó sẽ làm mũi của tôi dài ra đấy. Lão quên mất, lão chỉ định thử cái quạt một chút thôi. Thà xưa nay thật thà, không nói dối ai nữa lời. Ông cứ tin vào phép thuật của nó đi. Được rồi, ta tin ngươi, hai chiếc quạt này đúng là thần diệu, nhưng nó không thể biến ra cơm gạo, là thứ cần nhất cho nhà ta bây giờ. Quạt thần thì có ích lợi gì cơ chứ? Không, ta vẫn phải tiếp tục chặt cây thôi. Ông lão ơi, ông có thể đổi hai chiếc quạt đó để lấy rất nhiều tiền. Chỉ xin ông đừng chặt mất nhà của ta, ta đã sống ở đây rất lâu rồi. Đổi được rất nhiều tiền ư? Đúng vậy, trên đời làm gì có ai có cái quạt màu nhiệm vậy chứ. Hãy đem nó đổi với những người giàu có đi, ông sẽ nhận được rất nhiều tiền. Thôi được rồi, ta sẽ không chặt cây nữa. Cảm ơn ông rất nhiều. Nè, sao lão đi bao lâu mà giờ về tay không thế hả? Củi của ta đâu? Thật là một lão già lười biếng vô dụng mà. Thưa ông, khi tôi đang chặt cây thì có một con quỷ hiện ra, van xin tôi đừng chặt và biếu tôi hai chiếc quạt thần này. Quạt đỏ có thể làm cho mũi dài ra, còn quạt xanh giúp mũi trở lại như cũ. Chà chà, nếu quả thật đúng như lời ông ta nói, thì ta có thể kiếm bộn tiền từ hai chiếc quạt này rồi. Ông đừng có bịa chuyện để gạt ta. Ông định lấy cái cớ để trốn việc phải không?
Nếu ông không tin thì tôi sẽ làm thử cho ông xem. Dừng lại ngay, ông kia, cái mũi của ta, lão già chết tiệt kia, có dừng lại ngay không thì bảo. Được rồi, được rồi, mũi của ông sẽ ngắn lại ngay thôi. Giờ ông đã tin lời tôi nói rồi chứ ạ? Đúng là hai cái quạt thần kỳ, ta muốn là chủ nhân của chúng. Nào, lão hãy nói đi, muốn bao nhiêu tiền thì ông đổi cho ta hai chiếc quạt này. Tôi không tham số tiền không phải của mình, tôi chỉ muốn có một mảnh đất để cả gia đình có thể trồng trọt, kiếm sống qua ngày thôi. Được, được, ta đồng ý. Nhất lão đi nha, được hẳn mảnh đất, quá hời còn gì, là ta thưởng cho lão đấy. Có hai chiếc quạt thần trong tay, ta sẽ không chỉ có tiền bạc mà còn có cả chức tước nữa. Lão bèn mời một viên quan đại thần trong triều tới nhà, bày mưu tính kế, những mong có được một chức quan trong triều. Hôm nay ông mời ta đến đây có việc gì thế? Thưa quan lớn, chả là con có chuyện này muốn bàn với quan lớn. Được, được, kế hay, kế hay. Việc chuẩn bị tiếp đón các nước lân bang, Khanh đã chuẩn bị chu đáo hết chưa? Dạ thưa bệ hạ, mọi việc thần đã lo liệu xong xuôi rồi ạ. Tốt lắm. Chà, hôm nay trời oi bức quá. Trong lúc nhà vua không để ý, tên quan đại thần nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt về phía nhà vua. Chiếc mũi của nhà vua cứ thế dài ra dần. Trời ơi, chiếc mũi của ta làm sao thế này? Trời ơi, sao tự dưng mũi của bệ hạ lại dài ra thế này? Không biết có phải điềm báo gì không? Trong cung xảy ra sự lạ lùng quá. Mau, mau truyền thái y đi. Chiếc mũi tự nhiên dài ra khiến nhà vua vô cùng suy sụp, không dám ra ngoài. Nhà vua nằm lì trong phòng, xấu hổ và đau khổ trước sự việc kỳ quái xảy ra đến với mình. Căn bệnh này mới lạ lùng làm sao? Thần quả thật bó tay, không biết làm sao có thể chữa được cho người. Đường đường là thái y mà không chữa được bệnh, thử hỏi mấy ngày tới ta còn mặt mũi nào gặp mặt sứ giả các nước lân bang nữa? Mang ra xử trảm cho ta. Xin bệ hạ tha mạng. Thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy nguôi giận. Thần tin là sẽ có thầy cao tay có thể chữa được bệnh cho người. Xin người hãy trao thưởng thật lớn, ban cho chức tước vàng bạc, cho lính đi rao trong dân chúng đi. Khanh hãy làm ngay đi, bằng mọi giá phải chữa cho mũi ta phải ngắn lại như trước. Vậy là các thầy lang từ khắp nơi đổ về cung vua, nhưng ai cũng đành bó tay trước căn bệnh lạ lùng. Chiếc mũi cứ dài cả gang tay, khiến nhà vua vô cùng lo lắng và khổ sở. Thưa bệ hạ, thần đã tìm được một vị thần y có thể chữa được bách bệnh. Bệnh của người có hy vọng chữa khỏi rồi. Thật vậy sao? Khanh hãy mau bảo thần y đó chữa bệnh cho trẫm đi. Lão quý tộc giở chiếc quạt xanh trên tay, giả vờ nhảy nhót, múa qua múa lại làm phép trước mặt của nhà vua. Tức thì chiếc mũi nhỏ dần lại, khiến nhà vua vô cùng sung sướng. Mũi của ta trở lại bình thường rồi. Quả đúng là thần y cao tay. Nhà vua rất hài lòng với cách chữa bệnh của lão quý tộc. Người thưởng cho lão rất nhiều bạc cùng chức quan lớn trong triều. Còn Khanh đã có công tìm được thần y về chữa bệnh cho trẫm. Trẫm sẽ thăng chức quan cho Khanh. Tạ ơn bệ hạ. Nhà vua không hề biết rằng ẩn đằng sau mọi chuyện là một âm mưu vô cùng nham hiểm. Dạ, còn đây là phần của hạ thần, mong ngài nhận cho.
Có thế chứ, nhờ có ta thì ngươi mới có được như ngày hôm nay. Giờ đây, lão quý tộc đã trở thành người giàu có nhất vùng. Thêm vào đó, chức quan trong triều cũng mang lại cho lão vô số bổng lộc. Tất cả mọi thứ trên mặt đất này, đất đai, tiền bạc, địa vị, ta đều đã có trong tay. Duy chỉ có trời là ta chưa lên được. Nghe nói trên trời có nhiều sơn hào hải vị. Thôi thì không lên được cũng ngửi một chút hương vị xem thế nào. Không biết nếu ta dùng chiếc quạt đỏ quạt liên tục thì chiếc mũi có thể vươn dài đến tận trời cao không ta? Ta phải thử quạt xem sao. Nghĩ vậy, lão liền cầm chiếc quạt đỏ quạt liên hồi. Chiếc mũi của lão cứ thế vươn dài ra, đâm thẳng lên trời cao. Cái gì mà đâm thủng cả trời thế này? Các người hãy trói ngay cái vật dị hợm này vào cột cho ta. Ôi da, cái mũi của ta đau không tả nổi, cứ như có ai bóp chặt nó vậy. Lão vội lấy chiếc quạt xanh quạt liên tục để chiếc mũi thu nhỏ như lúc đầu. Có điều lão không ngờ tới là chiếc mũi đã bị cột lại nơi thiên đình, nên khi nó co lại, lão quý tộc bất đắc dĩ bị kéo lên trời. Cứu tôi với! Chả mấy chốc, lão đã lên tới thiên đình trước con mắt ngạc nhiên của Ngọc Hoàng và các thiên binh. Hạ dân tội đáng muôn chết, xin Ngọc Hoàng nể tình tha tội cho. Người ở dưới hạ giới, bày trò lừa người ra sao, ta đều biết cả. Nay còn dám đâm thủng trời, quấy phá thiên cung. Người sẽ phải mang theo chiếc mũi dài cả đời vì những tội lỗi mà người đã gây ra. Để trừng trị tội lỗi mà lão quý tộc đã gây ra, Ngọc Hoàng đã làm phép biến lão thành con thú ăn kiến mũi dài, suốt ngày lủi thủi kiếm ăn nơi gốc rừng. Vậy là lão đã phải trả giá cho lòng tham vô đáy của mình.